thức tìm hiểu. Có một cái vấn đề nữa đó là trong khi mà đã chính thức tìm hiểu rồi thì quen được chắc cỡ tầm có 6 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó tự nhiên mẹ em bị bệnh. Mẹ phát hiện ra mẹ em bị bệnh ung thư phổi. Mà đã vậy ảnh lại có cái giấy tờ là anh phải đi du học. Thì lúc đó hai sự việc đến với em cùng một lúc, em cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên nó là em quá nhiều áp lực. Xong rồi em cũng nói lời chia tay. Em nói lời chia tay thì mẹ em lúc đó đang nằm trong bệnh viện á, mẹ em mới biết em nói lời chia tay. Xong rồi mẹ em thở không nổi, mẹ mới nói là con không được chia tay với thằng Bình như đó, nó rất là tốt, con mà chia tay là mẹ chết, mẹ không thở nổi này nọ kia. Xong rồi mình cũng nghĩ là thôi mình sẽ quen đến khi nào mà anh đi du học thì thôi vậy đó. Rồi lúc đó thì sẽ thời gian nó sẽ làm giãn giãn hết mọi thứ. Rồi cũng không ngờ là anh đi du học 9 năm, tụi em yêu xa 9 năm. Vậy đó mà cái mối tình nó vẫn kéo dài hoài. Mặc dù là giận hờn, gây gỗ, rồi cũng có rất nhiều biến cố xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng mà hai đứa vẫn không đứt nhau ra được. Bây giờ nghĩ lại thấy không biết sao mình qua được. Không hiểu tại sao mà mình có thể vượt qua được. Mà lúc đó đó là đi học, đi làm trong trường, rồi về đó 5 giờ bên này là 8 giờ sáng bên kia, là em gọi điện thoại. Mà ngày nào, hầu như là ngày nào cũng gọi, rảnh ra là gọi. Mà lúc đó là còn ở với lại nhà bên người thân. Thì tới nỗi mà mọi người nói là trời ơi, gọi hoài không được, đâu phải lo đi học đi làm. Nhưng mà giống như là mình nghĩ là mình có thể vừa đi học đi làm mà vẫn giữ cái mối quan hệ, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể vun đắp được, nên mình vẫn tiếp tục. Nhưng mà trong 9 năm đó em có về không? Hay là... Dạ có, 9 năm thì em về 3 lần, là trung bình 3 năm một lần. Chị cũng chúc mừng hai em là tại vì mọi thứ trải qua rồi xong rồi sau đó lại đến được với nhau. Khi mà chị bước vô, chị cảm thấy cái căn nhà đó rất là ấm cúng, một cái hạnh phúc gia đình nó có. Cái thứ nhất là cái người vợ dành cả cái thời gian của mình để mà chăm sóc cái bụng cho người chồng. Đó là những cái món ăn Việt Nam mà chị hỏi là ủa em có biết nấu không hay là ai chỉ không? Nói không, em sợ Google hoặc là em tập. Cái đó là cái mà nhà đã bù đắp cho em có khoảng một năm mấy mà em đứng ngoài trước cửa, đúng không? Đâu có gì đâu mà khó. Em hơi cảm động một chút, tại vì giống như là thường thì em sẽ không nhắc đến những cái chuyện hồi xưa, tại vì nói chung là trong 9 năm đó nó quá nhiều chuyện xảy ra đối với hai vợ chồng em, nên mỗi khi mà nhắc tới trong 9 năm đó có chuyện gì xảy ra thì em hơi xúc động chút. Rồi 9 năm là bắt đầu em mới qua đây. Tụi em quen nhau tới năm 2013 thì ảnh về đám hỏi. Đám hỏi xong rồi tới năm 2015 á thì em may mắn là đi qua Mỹ để mà dự lễ tốt nghiệp của ảnh. Thì sau đó là trong năm 2015 là tháng 9 thì ảnh về đám cưới. Đám cưới xong là 10 ngày sau em qua luôn. Rồi bao lâu thì có đứa nhỏ? Dạ thì bé một năm. Một năm. Dạ, 2016 là em đẻ baby. Bây giờ mấy chị em mình chia với nhau nha. Dạ. Để làm chi? Để kể tật xấu của nhau. Chủ yếu lên chừng. Bây giờ chúng ta sẽ gặp một đôi vợ chồng trẻ cực kỳ dễ thương. Oh, hi chị Hiền. Hi. Chào chị. Chị là bên ekip để hôm qua gặp vợ chồng em. Dạ. Trời ơi, cái bộ đồ xinh quá vậy. Hai vợ chồng có đầu tư. Gia đình bán vải. Ủa cái này là may hay sao? May. Một cái couple vậy? Dạ may. Tại nhà em bán vải với có tiệm may nữa. Thì dạ. Dạ cho nên hay may đồ couple đó. Đỡ thất lạc. Dạ mời chị vô nhà chơi. Wow, nhà xinh quá ha. Dạ cảm ơn. Rồi đây là những cái hình gia đình nhà em đi chơi hả? Dạ đúng rồi. Đây là cái khung family của gia đình. Dạ. Rồi mỗi lần đi tới một cái nơi nào thì mình sẽ chụp một cái tấm mà giống như là cái địa điểm nổi tiếng tới nơi đó vậy đó. Để mình làm kỷ niệm. Em có thể share với lại bên ekip á, cái tổ ấp của mình được không? Dạ được. Dạ. Dạ đầu tiên thì đó là phòng của baby. Phòng của baby em thì trước cửa phòng là có để tên của bé là Stephanie nè. Con có mời cô vô không? Con mời cô vô phòng cô. Có hả? Con có mời cô vô đi. Con nắm tay cô nha. Con cái vô. Rồi nha. Wow, phòng với công chúa vậy ta. Rồi con ngủ ở đâu nè baby? Có, con ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu con giới thiệu cho cô đi. À, con ngủ trong đây. Cái gì? Rồi, cảm ơn Ni nha. Cảm ơn nha, bye bye. Bye bye. Rồi, Ni ngồi dễ tiếp đi. Còn đây là phòng của hai vợ chồng mình thì trước cửa phòng thì có cái vòng hoa kia. Hoa này là món quà cưới của một người bạn tặng, có chữ tên Bình và Nhã vậy đó. Là món quà này ở Việt Nam. Dạ, món quà này em đem từ Việt Nam qua hôm ngày cưới á. Dạ. Dạ.
Mà có ngại khi mà dẫn Kim Hiền vô đây không vậy? Dạ, không, phòng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạ, còn đây là cái bức tranh ký tên trong ngày cưới của hai vợ chồng. Tụi em bắt đầu ký tên đây nè, là tên em nè, tên bà xã nè. Đó, thì bên này là bên vợ, bên đàn gái, còn bên này là bên đàn trai. Còn bạn bè đó là để người ta ký tên đây. Đó. Đó, như những cái khoảnh khắc nè, mình ra trường nè, lúc này rồi còn trẻ lắm nè. Đó, rồi lúc này đi Disney nè. Đó, cái này là chụp cái nhẫn cưới đây. Này là ảnh cầu hôn em ở đó. Hollywood. Hollywood Boulevard. Là cầu hôn cái lúc đó là vợ đi qua đây chơi. Dạ. Yeah. Như chị thấy là cái phòng làm việc là quyết định đem vô đây luôn. Thường thì người ta sẽ phải tách ra là giường ngủ. Tại hồi xưa là mình để bên phòng của baby. Nhưng mà bây giờ baby lớn là muốn cho nó có một cái không gian riêng hẳn của nó luôn, cho nên mới đem phòng làm việc qua đây thì chồng có thể làm việc rồi vợ có thể ngồi đây coi phim. Như chị thấy thì hình như là có những cái đồ kỷ niệm vậy đó. Mình đi đến đâu thì mình sẽ có những kỷ niệm. Chính đó. Xác. Thì tụi em làm cái góc nhỏ nhỏ vậy để nhiều khi mình làm ở đây mình căng thẳng hoặc lấy thì mình nhìn lên cái này là cũng vui. Để anh có động lực anh kiếm tiền dẫn em đi nhiều hơn. Cái này cái ý kiến này á. Chị cũng phải bắt chước là tại vì mỗi nơi mình đến rồi mình đặt vô để chi động lực mình để mình là kiếm tiền á. Mỗi lần mình sẽ tích vô một nước mình đã đi qua rồi đó. Đó, đó. Wow. Bây giờ mình sẽ tham quan cái tủ lạnh của gia đình ha. Tủ lạnh hả? Dạ. Chắc là có cái gì hấp dẫn lắm này nha. Dạ. Đừng nói là đồ ăn nhiều á. Không, tủ lạnh thì giống như là tại vì tụi em hay thích đi du lịch á, cho nên tụi em mỗi lần đi tới nơi nào á là hay mua những cái mắc nịch của từng nơi đó để mà trang trí, để mà kỷ niệm vậy đó. Quà nhiều quá ha. Hình như chị nghe cái mùi nấu phở. Chính xác. Phở bò luôn, phở bò mà kiểu phở Bắc luôn của Việt Nam. Đâu? Dạ. Dạ. Em sẽ giới thiệu mọi người hôm nay em nấu phở. Wow. Dạ, có đuôi bò nè, có đuôi bò, có bắp bò viên. Với lại đây là gọi là tái, tái mà kiểu mà của miền Bắc á. Người ta sẽ bầm chung với là gừng nữa. Cái này em tự học hay là mẹ chỉ lại? Em tự học á. Trước khi lấy chồng là không hề biết nấu ăn luôn. Không biết nấu ăn, không có dọn dẹp, không có rửa chén luôn. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên cái lấy chồng xong mà cái thích nấu ăn, thích chăm sóc nhà cửa ấy, cái mình tìm hiểu. Nấu có khó không? Dạ không, cũng không khó lắm đâu. Tại vì ở bên đây em thấy nấu dễ hơn Việt Nam á. Trong giờ ở bên đây mọi thứ nguyên liệu có sẵn hết rồi, mình chỉ ra chợ mình mua thôi. Hình như là anh chồng em rất là thích ăn nhiều món ăn. Chính xác. Chính xác. Ảnh lấy em là ảnh tăng chắc cũng phải. Lúc mà em có bầu là em tăng 11kg thôi mà ảnh tăng tới 13kg. Trời, vậy luôn đó hả? Anh ăn toàn đồ của bà bầu không? Nhưng mà giờ em xuống á thì lại không rủ em xuống chung nên em cứ giữ cái ký đó. Giờ em thì xuống ký. Rồi con có thích ăn không? Con thích ăn có thích mâm mâm không? Vậy thì mình mâm mâm hả? Giờ mình mâm mâm đi ha. Giờ mẹ làm cho mọi người mâm mâm. Con qua cô á. Dạ thôi cho anh đi. Rồi qua ba. Chị sẽ phụ em ha. Dạ. Wow thơm quá. Trời cái này giống chơi bán đồ hàng. Chính xác, chính xác. Thôi nha, thật ra ở Mỹ thì chị em mình á là cái gì mà không biết á là bắt buộc phải học. Phải học. Dạ. Dạ. Tại vì đâu có ai giúp giống như ở Việt Nam đâu, đâu có đúng người rồi. Giúp việc. Hoặc là mình đi ăn á là mình phải coi như là sát bên nhà là có rồi. Dạ. Còn bên đây thì khó ha. Đây đây là đuôi bò. Wow. Rồi mấy cái này em đi chợ sao? Em đi chợ Việt Nam hả? Em đi nhiều chợ lắm. Dạ em hầu như đi chợ Việt Nam. Còn những món hàng thì em đi chợ Xmart, chợ Hàn Quốc vậy đó. Ờ. Nhưng mà khu của em á có chợ Việt Nam nhiều không? Tại vì nó nhiều. Cách mua xa mình tới 24 phút. Nhiều lắm á. Tới 4 chợ lận á. Dạ gần nhà em lắm. Cách nhà em có 5-10 phút là một chợ. Rồi. Hấp dẫn. Rồi cái phở này nó là phở tươi hay là em tự trụng? Cái này là bánh phở tươi luôn á chị. Bánh phở tươi hả? Hồi nãy chị thấy ở ngoài vườn á là em trồng các loại rau luôn. Đúng rồi em trồng á. Là mỗi lần là chỉ cần ăn thì ra là hái. Chính xác. Ra hái. Nhưng mà khi mà mình nấu ăn á cái cảm nhận của mình thích ha. Tại vì cái trái tim mình dành cho gia đình. Dạ nhiều. đúng rồi. Phải hướng tới gia đình, phải thương. Phải thương cái người chồng giống như là mình, cái người mình muốn chăm sóc á thì mình mới enjoy cái công việc này được. Chứ không thôi là mình cảm thấy nó giống như là một cái gánh nặng á. Là mình ăn với rau này luôn hả? Dạ đúng rồi. Rau vườn đâu luôn. Đâu có khác gì giờ chị đang ăn ở nhà hàng đâu. Rau vườn luôn, chanh cũng vườn luôn. Dạ đây. Hồi nãy chị thấy ngoài vườn có cây chanh, cây chanh với cây cam. Đây là cái vườn rau mà của vợ em nè. Dạ. Đó, bởi mỗi ngày bà trồng đó thương lắm. Vậy. Dạ.
mỗi ngày đều ra chồng, trời chồng cực lắm chị ơi, thật sự luôn á. Mỗi lần chồng xong đứng lên là muốn cụp xương sống. Nhưng mà rất là thích, thấy là nó đâm chồi nảy lại quá, nó lên á, mình rất là thích. Rồi em có tham gia cùng với lại Nhã không? Đó, em là công nhân chính ở đây. Đào hố rồi lắp đất rồi là em hết á. Rồi bây giờ mình mời mọi người dùng bữa đi. Dạ mọi người chắc cũng đói lắm rồi. Có tương, tương đen với lại tương đỏ hả? Dạ, có đầy đủ hết. Đây em làm cho chị một chìa khóa nhất là cái tương này đó. Ồ, sriracha. Mời cô. Rồi. Giỏi. Nói việc giỏi gì? Dạ. Đúng mùi phở luôn á. Nên là em nấu là vị phở Bắc á. Hèn chi ảnh không mê là đúng rồi. Vậy là mỗi lần mà nhà mà có khách đó, rồi cô bác tới á, thì là em cũng nấu luôn. Là em nấu á, mẹ chồng em thích mời tiệc tùng, mỗi lần tiệc tùng bằng 20-30 người. Tại em nấu không á. Dĩ hả? Bao hết luôn. Bao hết. Cảm ơn em cho chị một bữa ăn ngon mà đậm tình quê hương. Cảm ơn chị Hiền là đã ăn rất là nhiệt tình. Làm sao không nhiệt tình được là tại vì á, thứ nhất á là hương vị phở rất là ngon, rồi là cộng thêm với lại rau á thì được trồng ngay tại nhà nữa, nên là cái cảm giác ăn á là chị muốn húp hết nước súp thôi ạ. Thấy mọi người ăn ngon em cũng rất là enjoy vậy. Ồ, cây cam. Quý vị biết không, khi mà người ta nói đến quận Cam á là hầu như là tất cả nhà nào cũng phải trồng cam hết á. Đây là loại cam là cam canh. Chị muốn một trái nhá, lấy đi chị. Ồ, y chang như là muối quýt vậy đó. Thường là cam ở đây á là lột vỏ ra được. Dạ đây, càng gần tới mùa hè nó sẽ càng ngọt. Dạ. Giờ đây cho chị thử một miếng. Dạ. Hơi chua nha. Hơi chua nha, tại vì phải mùa hè nó nắng lên á thì nó mới ngọt. Cho con nè. Nói sao cảm ơn. Cảm ơn. Giới thiệu với chị nữa, đây là cây chanh. Cây chanh này cũng rất là lâu rồi. Nhà trồng cam cạnh chanh. Đừng nói còn thiếu một cây á nha. Thường là cam chanh với lại bưởi. Bưởi hả? Trời, bưởi thì quá khó. Vậy là khỏe ha. Mỗi lần mà ra ăn á là chỉ đó, cần mấy giờ chanh. Lâu á là toàn cây nhà lá vừa không, chanh nè rồi rau thơm. Vậy là cây chanh này nó quanh năm là có trái luôn hả? Dạ quanh năm. Như cây chanh này cũng đỡ lắm, mình hấp gà hấp lá chanh. Mình ra mình lấy lá chanh này mắc lắm á. Lá chanh này mua chanh mắc hoặc lắm. Là lá non á thì nó thơm. Đợt trước em còn làm khô gà lá chanh nữa. Lấy lá chanh đây vô cho mình xào khô gà ăn. Vậy à? Đủ món đó. Đủ món. Đây, mời chị. Rồi, cảm ơn em. Đây, mời vợ. Rồi, nay mình chia đi. Mời chị. Rồi, cảm ơn hai đứa. Rồi, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng thì như thế nào? Công việc của em thì làm cái gì? Em là civil engineer, là kỹ sư xây dựng. Em chuyên về nước đó, nghĩa là mình xử lý nước, mình thu gom nước, rồi distribute là đưa nước tới mỗi nhà. Nước nhưng mà nước uống hay là cái nguồn nước? Nếu mà nói về Cali á, là tất cả nước luôn. Nước mưa từ trên trời rớt xuống là thu gom nước, sau đó mình đưa tới nhà máy xử lý. Xử lý xong rồi mình chuyển tới cho mỗi nhà. Nên chị mở cái faucet ra là technically là có thể uống được. Wow. Nên tại sao mà chị thấy ở Mỹ là có những cái tủ thuốc nó nằm ở trong nhà tắm, là để người ta lấy cái ly tới, người ta mở thuốc ra, người ta lấy thuốc, người ta uống bằng cái nước phun tên. Đó. Rồi công việc hàng ngày của em như thế nào? Công việc hàng ngày của em là những công việc không tên. Ví dụ là sáng mình phải nấu ăn sáng cho cả gia đình, xong rồi chăm em bé, rồi ra ngoài vườn chăm sóc cây, xong rồi đi chợ, rồi lại chuẩn bị giống như là chở bé đi tới những cái khu vui chơi. Rồi sau đó là về lại dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị ăn chiều, quay đi quay lại hết ngày luôn. Vậy hai vợ chồng cái cuộc sống rất là bận rộn. Dạ. Vậy thì còn nhớ lại những cái kỷ niệm mà lúc gặp nhau, mối tình diễn ra như thế nào mà hai người có thể kết hợp với nhau, rồi dẫn đến kết hôn, rồi đến có con. Tụi em quen nhau là hồi ở Việt Nam, lúc đó khoảng tầm 18-19 tuổi thôi. Thì đi học Anh văn ở một cái trường Anh văn, tình cờ biết nhau. Đầu tiên chỉ là bạn thôi mà ông là ông theo quá. Ông theo đúng tiêu chí là đẹp trai không bằng trai mặt. Trong lớp em không hề để ý tới ảnh luôn. Ảnh không phải là một cái mẫu người lý tưởng của em mà là mẫu người yêu thích. Xong rồi cái em chạy xe về nhà thì thấy tự nhiên chạy xe phía sau em. Em còn nghĩ trời,
Mọc này nó làm gì vậy ta? Tự nhiên đi follow theo mình chi vậy trời? Tự nhiên cái nói nhà có bạn trai chưa, hỏi han này nọ, giống như là kiểu là mình có thể theo đuổi nhau được không? Xong rồi em nói thẳng luôn không. Tôi chưa có bạn trai nhưng mà tôi không thích bồ đâu. Rồi thì mình dùng chiến thuật chai mặt. Vậy đó. Cứ mỗi ngày em biết là ở nhà là em đem đồ ăn sáng qua, cứ mỗi tuần là em đều đem đồ ăn sáng qua, mà mua là mua cho cả gia đình luôn, đại gia đình cũng chỉ có bốn người thôi đó, mình mua 4 phần rồi đem qua đó. Tới nỗi bố mà thấy nghe bấm chuông 5-6 giờ sáng là bố rầu lắm, bố xuống bố lấy rồi. Cứ tới 7 giờ sáng là không có mặt trước cửa nhà em. Tới nỗi mà bố mẹ em nói rìa nó đến nữa kìa, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng mà mắc cười cái là trong khoảng thời gian đó thì cũng có một cái người theo đuổi em đó, nhưng mà cái người đó thì nhát hơn ông này. Người đó thí dụ ông này đúng 7 giờ sáng là bấm chuông xông vô nhà em luôn, không sợ gì hết. Còn cái người kia là 8 giờ mới tới, tại người kia nhà xa hơn, 8 giờ mới tới nhưng mà chỉ dám đứng đối diện đường thôi. Mình cũng thấy người kia đang đứng ở bên kia đường, chào bố xong bố đóng cửa lại thì đi lên ngủ hay là ăn gì đâu không biết, mà đại khái đóng cửa là mình đậu ngay xe, đậu xe đó luôn. Vậy không có chào bấm chuông nè, vậy chừng cửa luôn, bất cửa luôn. Cho đi. Rồi có nhiều khi đó bố đi làm bố đi ra ngoài chợ lấy vải hay gì đó thì bố mở cửa ra, ủa sao con ở đây, dạ không ngồi đây chơi. Rồi dạ lúc đó sao cảm giác là cứ theo mình hoài? Đương nhiên là theo mình hoài mình cảm thấy mình rất là bực bội đúng không? Đầu tiên cũng cảm thấy rất là bực bội đó. Xong rồi mà bố mẹ em thì không hiểu tại sao rất là thích ông này nha, cứ nói là bố mẹ thấy nó không có đẹp trai nhưng mà nó là người tốt á, nó đàng hoàng á. Xong rồi em cũng thử, em nhìn thử, giống như là mình nhìn lại cái người này có những đặc tính gì vậy đó. Xong rồi người này thấy cũng được thôi, mình giống như là cho một cơ hội để mà tìm hiểu thử. Thì có khoảng bao lâu? 1 tháng, 2 tháng hay là tháng thứ 3 mới là quyết định? Anh theo em cả năm á. Cả năm rồi em mới bắt đầu quyết định để đi. Đúng rồi. Có một lần á là vợ bệnh, em mới đi mua cháo hàng xanh. Thì nhà em là ngay đó cháo hàng xanh là nổi tiếng. Đó, để em mới vô tiệm cháo, mua 2 bịch cháo. Mà 2 bịch cháo là cỡ khoảng 4 người ăn á, mà bây giờ không biết là thích ăn gì. Thôi tất cả trên quầy có bao nhiêu món lấy hết mấy món, lấy hết mọi thứ chút nè, mang cái bịch chở qua. Xong rồi gõ cửa thì lúc đó là mẹ ra, mẹ mở cửa thì mẹ mới nói ủa đi đâu giờ này qua đây. Nói dạ con biết bé nhà bệnh, cho con đưa đồ ăn. Giờ sau mẹ mới kể là thằng này nó điên. Mẹ em nói với em á, dạ ơi thằng này nó điên rồi. Mỗi lần mà chồng em làm giống như là gửi đồ ăn qua là phải kèm một bài thơ, hoặc là ghi một câu chúc, chúc em ăn ngon miệng, ký tên Bình Lê, hoặc là ví dụ tên em một thanh nhã. Nói chung ngày nào cũng phải làm một bài thơ rồi ghi giấy đưa dùng một món ăn á. Thì em mới nghĩ là người này tốt vậy đó, thôi mình thử, mình tìm hiểu người này. Lúc đó mới chính thức tìm hiểu. Có một cái vấn đề nữa đó là trong khi mà đã chính thức tìm hiểu rồi thì quen được chắc cỡ tầm có 6 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó tự nhiên mẹ em bị bệnh. Mẹ phát hiện ra là mẹ em bị bệnh ung thư phổi. Mà đã vậy ảnh lại có cái giấy tờ là anh phải đi du học. Thì lúc đó 2 sự việc đến với em cùng một lúc, em cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên nó là em quá nhiều áp lực. Xong rồi em cũng nói lời chia tay. Em nói lời chia tay thì mẹ em lúc đó đang nằm trong bệnh viện á, mẹ em mới biết em nói lời chia tay. Xong rồi mẹ em thở không nổi, mẹ mới nói là con không được chia tay với Bình như đó, nó rất là tốt, con mà chia tay là mẹ chết, mẹ không thở nổi này nọ kia. Xong rồi mình cũng nghĩ là thôi mình sẽ quen đến khi nào ảnh đi du học thì thôi vậy đó. Rồi lúc đó thì sẽ thời gian nó sẽ làm giãn hết mọi thứ. Rồi cũng không ngờ là ảnh đi du học 9 năm, tụi em yêu xa 9 năm vậy đó, mà cái mối tình nó vẫn kéo dài hoài. Mặc dù là giận hờn, gây gỗ, rồi cũng có rất nhiều biến cố xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng mà hai đứa vẫn không đứt nhau ra được. Bây giờ nghĩ lại thấy không biết sao mình qua được. Không hiểu tại sao mà mình có thể vượt qua được. Mà lúc đó đó là đi học, đi làm trong trường, rồi về đó 5 giờ bên này là 8 giờ sáng bên kia, là em gọi điện thoại. Mà ngày nào, hầu như là ngày nào cũng gọi, rảnh ra là gọi. Mà lúc đó là còn ở với lại nhà bên người thân. Thì tới nỗi mà mọi người nói là trời ơi gọi hoài không được, đâu phải lo đi học đi làm. Nhưng mà giống như là mình nghĩ là mình có thể vừa đi học đi làm mà vẫn giữ cái mối quan hệ, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể vun đắp được, nên mình vẫn tiếp tục. Nhưng mà trong 9 năm đó em có về không? Hay dạ là... có, 9 năm thì em về 3 lần, là trung bình 3 năm một lần. Chị cũng chúc mừng hai em là tại vì mọi thứ trải qua rồi xong rồi sau đó lại đến được với nhau. Khi mà chị bước vô, chị cảm thấy cái căn nhà nó rất là ấm cúng, một cái hạnh phúc gia đình nó có. Cái thứ nhất là cái người vợ dành cả cái thời gian của mình để mà chăm sóc cái bụng cho vợ chồng. Đó là những cái món ăn Việt Nam mà chị hỏi là ủa em có biết nấu không hay là ai chỉ không? Nói không, em sợ Google hoặc là em tập
cái đó là cái mà Nhã đã bù đắp cho em có khoảng một năm mấy mà em đứng ngoài trước cửa đúng không? Dạ, đó, đó. Đâu có gì đâu mà khó. Em hơi cảm động một chút, tại vì giống như là thường thì em sẽ không nhắc đến những cái chuyện hồi xưa, tại vì nói chung là trong 9 năm đó nó quá nhiều chuyện xảy ra đối với hai vợ chồng em, nên mỗi khi mà nhắc tới trong 9 năm đó có chuyện gì xảy ra thì em hơi xúc động chút. Rồi 9 năm là bắt đầu em mới qua đây. Tụi em quen nhau tới năm 2013 thì ảnh về đám hỏi. Đám hỏi xong rồi tới năm 2015 á thì em may mắn là đi qua Mỹ để mà dự lễ tốt nghiệp của ảnh. Thì sau đó là trong năm 2015 là tháng 9 á thì ảnh về đám cưới. Đám cưới xong là 10 ngày sau em qua luôn. Rồi bao lâu thì có đứa nhỏ? Dạ thì bé một năm. Một năm. 2016 là em đẻ baby. Bây giờ mấy chị em mình chia với nhau nha. Để làm chi? Để kể tật xấu của nhau. Chủ yếu lên chương trình này để cái đó rồi đó. Anh chờ đợi tiết mục này lâu lắm rồi. Hồi xưa anh thích coi cái chương trình này lắm. Anh nói trời anh ước được lên cái chương trình này lắm em ơi, để tố em thôi. Thích nhất là coi tật xấu nào giống em, tật xấu nào giống anh vậy đó. Trời ơi, ai nói trước? Nhiều tật xấu, chấp em nói trước. Lady First chấp em nói trước. Tật xấu của chồng em thật ra là ưu điểm cũng là khuyết điểm luôn. Có nghĩa là khuyết điểm của anh là anh rất là để tâm tới cảm xúc của mọi người. Nhiều khi công việc của anh rất là áp lực, rất là stress. Nhưng mà anh còn lo tới cảm xúc của nhân viên. Ví dụ như anh làm xong công việc của anh rồi hay gì anh có thể về, nhưng mà anh sẽ hỏi đồng giống như là những người nhân viên của anh là có cần giúp không. Lúc nào anh cũng ở lại anh giúp, ở khi 2-3 giờ sáng chỉ để giúp người ta thôi. Ví dụ người ta nói là tao cảm thấy làm công việc này quá chán, thì thay vì anh là người sếp, anh sẽ nói là mày không nên suy nghĩ như vậy, mày phải tập trung vô công việc của mày. Không, anh sẽ về anh sẽ buồn, xong rồi anh sẽ nói anh nghĩ anh nên kiếm một công việc khác cho người ta để người ta làm công việc này không enjoy gì hết. Nói chung là anh quá vì người khác. Nhưng mà nhiều khi vì người khác là em có ghen không? Không, em thì không có ghen đâu, nhưng mà giống như là em thấy xót á. Vậy là tật xấu của anh là vậy á hả? Cái đó là vừa là ưu điểm vừa khuyết điểm. Còn một tật xấu nữa đó là đi làm 8 tiếng cho nên nó mang giày suốt rất là hôi. Mới nhớ là rất là hôi. Mà ngày nào về cũng nói anh cảm giác như là chân anh hôi lắm em. Anh cảm giác như là chân anh hôi lắm em. Mà ngày nào em cũng nói là hôi lắm. Em nói 100, 1000 lần mà ngày nào cũng phải hỏi anh cảm giác nó hôi. Mà em nói đó không phải là cảm giác, đó là hôi thiệt. Hôi muốn ấu luôn. Vậy là tật xấu chỉ có hình như thôi cho là một mà bé ơi. Một thôi à. Sao còn gì nữa? Còn nữa. Ủa nữa. Còn nữa, còn một tật xấu nữa đi, đó là rất lì, rất rất hay cãi. Ví dụ giống như là ảnh thì nó nhiều, còn em thì khá là ít nói, em thì hướng nội hơn. Nhiều khi ảnh nói chuyện với em không trả lời, anh tự nói chuyện một mình luôn. Ảnh mà chở em đi lên trên Jose, San Jose đi 8 tiếng á, em đâu nói gì đâu, em nằm thôi. Còn ổng á, ổng chán quá. Ổng bắt đầu ổng ca What the fox say? Go 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 go. Xong rồi What the cat say? Meo meo meo. Ông tự hát, ông tự nói chuyện một mình. Ông nói chuyện với con Google Maps nữa. Con Google Maps thì nó là go straight ha, turn right. Ông sẽ nói ok, I know it, don't talk anymore. Vậy là em phải cho nói chuyện với Siri. Nói chuyện Google Maps không? Yeah. Đó, hiện tại là chỉ có ba cái tật đó thì thấy hơi quy quy thôi. Giờ tới anh này. Giờ tới anh này. Thì gì vậy? Đâu rồi. Đây. Có sẵn cái list nữa chứ. Trời ơi. Để quên. Đó. Đó. Đây này nhiều quá. Nhiều đó. Lắm chị ơi. Đây này toàn cái thứ ghê gớm không. Đó. Đây mình để đây. Đó. Bây giờ cái đầu tiên á là cái chuyện cất đồ, hay là còn nói khác là giấu đồ. Ví dụ như cái bữa đó là tụi em lần đầu tiên nghệ sĩ Thành Lộc qua đây. Yeah. Thì tụi em mua cái vé để coi Vợ Cổ Hoài Lan. Em mua xong rồi em chạy về nhà em nói này hay lắm. Em mua quý được lắm. Hai cái vé. Quý lắm nha, cất kỹ nha bữa đó đi nha. Bữa đó lòi ra mất. Hỏi em, ủa em cất ở đâu? Em cất ở đâu em không có nhớ hết. Lòi mà em quý lắm, ra. Em cất kỹ dữ lắm. Cất kỹ dữ lắm mà lôi hoài không ra. Cái cuối cùng giác mặt tới đó, nói bây giờ tôi mất vé rồi, bây giờ sao đây? Nói không sao, đợi hết người vô rồi tới anh chị. Đợi hoài hết người này vô tới người kia vô. Vô hết rồi đầy rạp rồi mới tới mình. Đó là nhẹ. Rồi có một lần phải trả tiền cho anh ta. Có bao thơ 10.000 đô la. Thì mình trả tiền, thì mới nói em phải giữ kỹ. Dạ, tối qua là mình đã đưa rồi. Sáng dậy, mất, không biết nằm đâu. Cái bà ông ngồi đó suy nghĩ, không biết cất ở đâu. Mà chắc em nghi là ông làm vườn lấy. Còn cái tính suy diễn nữa, ghê dễ sợ lắm. Lúc đó cái bao thơ để đó kế bên cái iPad. Mà cái iPad còn, cái bao thơ mất. Em tưởng tượng bảo đảm là em
em cất ở đầu mà em không nhớ. Khóc quá trời, trời ơi chết rồi, cái này mất 10.000 giờ sao đây. Một hồi nữa bà buồn quá, bà nhắn tin cho em, thôi bây giờ em buồn quá em kêu ông ra, em đi tắm. Chừng 2-3 phút sau, anh ơi em kiếm ra rồi, nó nằm trong cái tủ khăn. Bà xếp khăn đó chị, bà để kế bên vậy nè, cái bà gom cái khăn bà bỏ vô trong tủ luôn, giờ kéo cái khăn ra để đi tắm nó mới thấy được cái đó rớt ra. Mà món nào mà em càng quý là em càng giấu là mất luôn, không ai kiếm được. Em càng quý là em càng giấu là mất luôn, ghê dễ sợ lắm đó. Đây nè, nói có sách mách có chứng mà. Tiếp theo là kỹ quá mức. Một ngày cái nhà này, cái gỗ này thế nào nó cũng mòn. Một ngày là lao 3-4 lần. Hèn chi vậy đi vô. Nó giống như nó bị trơn á. Em với con nhỏ, con em là cái chân nó phẳng. Trượt như trượt băng vậy đó. Té hoài. Nhưng mà kỹ có chọn lọc. Thí dụ như lau nhà dễ á, không sao. Mà lau cầu tiêu không lau. Lau cầu tiêu là để đánh dấu về về chồng lau. Chỗ hôi thối không ưa. Đổ rác là không chơi. Chứ không phải là kỹ là tất cả đều kỹ. Đó. Thôi như furniture rồi. Là rất được là rồi, qua một tiếp theo đi. Qua một tiếp theo đi. Đó, sau khi làm chuyện nhà xong là chị sẽ đi ngủ. Đi ngủ thì thường thường là mình phải nghe nhạc nó êm dịu. Đúng không vậy? Phụ nữ thì nên như vậy. Không, nghe chuyện ma. Nhưng mà nghe chuyện ma thì ok, đeo tai nghe vô hay là sao đó, nó lịch sự. Không, mở loa lớn lên nghe. Như có một lần đó là buổi tối đó là em đang ngủ, lúc đó chắc phải 11-12 giờ, tự nhiên em nghe mày đi ra. Em mở mắt này, em nói đi ra đâu, sao ủa mà sao nghe giọng đàn ông, mày đi ra. Đang tới khúc là ông thầy Pháp, ông kêu con ma đi ra khỏi hồn người ta. Thì em nghĩ là bà đang thức, bà nghe. Em nói, em quay qua em nói, anh tắt nha, bà ngủ mất tiêu rồi. À, em nghe chuyện ma để em ngủ, để em yên giấc. Đó, chị thấy chưa? Kỳ dữ lắm. Thôi còn nữa không? Bây giờ còn từ sớm. Còn nữa, nhiều lắm. Còn một tật nữa thôi đó. Đấy nè, đúng rồi, còn một tật nữa thôi. Mà tật này là ghê lắm. Tật này là vì tình yêu, chứ không phải là ngủ ăn ngủ vậy đó. Thích chồng hửi đầu dơ. Nghĩa là em hiểu phụ nữ tóc dài dễ rụng, gội đầu ít nhưng mà phải lịch sự. Ví dụ như cái hôm nào mình gội đầu nó thơm mùi này mùi kia thì mình nên khuyến khích người ta hửi. Còn cái đêm, cái ngày cuối cùng á, sau 3-4 ngày nó chưa gội rồi thì nên không nên kêu chồng hửi. Muốn lăn ra chỉ có lần là chết thôi. Không, nhưng mà chị thấy rồi, những tật xấu của hai đứa nó sẽ là một cái gì đó kết hợp làm cho cái cuộc sống nó đỡ nhàm chị. Dạ đúng, đúng. Tại vì hài lắm. Tại vì vợ chồng với nhau á, sống á, nếu mà nhưng mà không có một cái gì đó sáng tạo hoặc là một cái vui hoặc là cái hài hước á, dạ, thì cái tình cảm nó càng ngày nó càng giảm bớt đi. Dạ. Nhất là khi có con rồi công việc nữa sẽ dễ bị stress lắm. Dạ. Cho nên là chị thấy như vậy nhiều khi cũng là một cái đó, hay dạ, đúng. Dạ hài lắm. Vậy qua chương trình này nè, em có muốn nhắn nhủ gì vợ em không? Nhắn nhủ hả? Mấy cái kia không sao, chuyện ma rồi bình thường, chuyện nhỏ đều được hết. Nhưng mà cái vụ giấu đồ hơi mệt đó, bớt giấu đồ lại, cất đồ không có giấu đồ. Còn đầu hôi á thì mình bớt tiết chế, ok không? Biết yêu nhau mình nên trao mọi thứ cho nhau, nhưng mà mấy cái đó mình giấu đi, đầu dơ mình giấu đi. Mà hỏi chị muốn về đúng không? Dạ. Rồi còn giả em hả? Em thì thật sự là em thấy chồng em vậy cũng ok, chỉ có điều là muốn thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn. Tại vì hồi xưa thì thời trẻ chắc là không nhiều áp lực cho nên là thể hiện tình cảm với vợ nhiều. Nhưng mà sau này cái công việc nhiều quá hay sao á, nên đi làm về cảm thấy mệt mỏi á, nên không còn romantic với vợ nữa. Cho nên là muốn... Thì Bình có muốn làm một cái gì đấy ý nghĩa không? Dạ có. Anh có chuẩn bị một món quà. Wow. Đây, để anh vô lấy. Cash. Nhã em nhắm mắt lại đi. Ba đau rồi. 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 Xong chưa? Rồi đây. Wow. Hoa ba mua hả? Ờ, ba cắm luôn á. Ba cắm hồi nào? Trời ơi, ba cắm trong bí mật mà ba giấu hồi hôm bữa tới giờ. Trời ơi, ghê. Đó, còn một túi quà nữa nha. Wow, thank you ba. Thank you ba. Cảm ơn em đã dành thời gian và hết sức là chăm sóc, vun vén cho gia đình. Anh và bé Fanny rất là yêu em.
Ok, bây giờ em sẽ mở ra nha. Wow. Em tặng cho em không biết em thích mùi nào. Body cream. Đó, lấy mấy mùi. Lấy mấy mùi đó. Y chang như hồi xưa mua cháo vậy đó. Thì không đó. Biết nhà thích món gì nên lấy hết. Qua chương trình này là em cũng cảm ơn chồng, rồi cảm ơn ekip, cảm ơn chị Kim Hiền đã đến nhà tụi em chơi, lắng nghe cái câu chuyện của tụi em. Cái câu chuyện yêu xa của tụi em, thật ra tụi em cũng rất là muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thêm cái động lực về một cái tình yêu mà dài như vậy. Ekip cũng xin cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian để mà chia sẻ những cái cuộc sống của mình, nhưng đó cũng là động lực cho các bạn trẻ, và nhất là các bạn trẻ đang sống tại đây, cũng như là sự khó khăn của họ, họ phải trải qua như thế nào, thì hai em đã đưa ra được một cái thông điệp rất là hay, đó là như thế nào thì hãy bằng cái trái tim của mình thì nó sẽ gắn chặt. Nhất là bây giờ chị bước vô một ngôi nhà rất là ấm cúng và hạnh phúc. Chúc cho hai em mạnh khỏe và mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.